đêm đêm vẫn mơ vô tình đôi ta. Vâng, Hiếu Minh Audio xin kính chào toàn thể các bác và anh em thanh trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì em Hải đang lên một clip ở tại chi nhánh miền Bắc của Hiếu Minh Audio, địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì ngày hôm nay, trong clip ngày hôm nay, em xin được trân trọng quảng bá và giới thiệu đến các bác và anh em một chiếc vang cơ hàng chính hãng nhập khẩu mang thương hiệu của PS Audio, có model là SV99. Nếu các bác đã biết đến thương hiệu PS Audio thì sẽ biết đến đây là một thương hiệu mà có từ rất lâu rồi và phân phối đa dạng các mẫu sản phẩm từ loa, mic, vang, đẩy. Và riêng nhất các dòng vang của PS Audio thì được rất nhiều bác khách hàng yêu thích, từ các dòng vang cơ lai số, vang số. Trong đó có một dòng vang đó là SV88 mà năm 2022 vừa qua được rất nhiều bác khách hàng yêu thích với những giải đèn, âm thanh đèn nháy rất là đẹp. Và thứ hai là chất âm của nó rất là tốt, giá cả rất hợp lý và độ bền rất là cao. Thì ngày hôm nay bên Hiếu Minh Audio vừa mới về hàng được một lô hàng gồm những chiếc vang cơ model SV99, chính là bản nâng cấp của chiếc vang cơ SV88 để phiên bản mới nhất cô nhá. Hôm nay là tháng 9 rồi thì đây là phiên bản mới nhất tháng 9 năm 2022 của nhà phân phối PS Audio đã cập bến tại chi nhánh Hiếu Minh Audio. Và đây thì em đang mở ra để sẽ giới thiệu và quảng bá tới các bác và anh em mẫu vang cơ SV99 này. Em mở giúp anh với. Đây, bên trong phụ kiện đi kèm thì một dây nguồn rất là to, và ở đó là một quyển sách giới thiệu sản phẩm và một chiếc tô vít để tinh chỉnh. Đây là vang cơ các bạn, vang cơ thì nó đi kèm sẽ là tức tô vít để tinh chỉnh các phần như bass, trung chép, echo, reverb. Mẫu mã rất đẹp đúng không bác? Thiết kế là mặt sơn màu đen, size 1U. Nét chữ rất là sáng và sạch. Đây các bác thấy không? Rất rõ nét này. Mặt thì màu đen nhưng mà các chữ này hiển thị thông số thì là màu trắng, và màu trắng sơn rất là đẹp. PS Audio model ở bên này, SV99. Nút nguồn ở phía bên trái nhé. Đây là một chiếc vang cơ lai số. Live số ở chỗ là nó có hiển thị thêm một màn hình hiển thị thông số kỹ thuật như là echo, reverb, tăng giảm đèn nháy khi chúng ta vặn tín hiệu volume. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu những tính năng của chiếc vang cơ này nhé. Tín hiệu đầu vào thì gồm có rất nhiều cổng tín hiệu, gồm hai cổng AUX1, AUX2, một cổng quang optical và một cổng Bluetooth. Em nhận định với chiếc cổng Bluetooth của chiếc vang SP99 này rất đặc biệt. Đây, Bluetooth 5.0, tức là công nghệ Bluetooth mới nhất. Thường thường khi các bác mà chịu dùng chiếc vang số hay vang cơ không Bluetooth, các bác thích sử dụng Bluetooth thì phải mua chiếc Bluetooth rời ở ngoài khoảng 5.0 thì rơi khoảng hơn 500-600 ngàn. Thì đây, ở chiếc vang cơ giá khoảng trên 2 triệu này thì các bác đã tích hợp cho mình một chiếc Bluetooth 5.0 mà giải mã âm thanh cực kỳ hay rồi. Cực kỳ hay nhá. Không chỉ là Bluetooth không mà giải mã digital của Bluetooth là rất là tốt, âm thanh rất là sạch và sáng. Chỉ kém cổng quang một chút thôi. Cổng quang optical. Cổng quang Bluetooth đều được giải mã qua digital. Output đường ra gồm 3 cổng. 2 cổng rep line, 1 cổng sub. Bác thích cắm cổng Canon được mà cắm sang cổng AV được. Bass này, out này, rep line này, thêm hai cổng surround nữa. Bác dùng 2 loa, 4 loa, 6 loa, 2 sub, 4 loa đều được hết. Và đây thì sẽ có những cái volume, đó là một là giới hạn âm lượng này, preset giới hạn âm lượng. Hai là volume của giới hạn music riêng, mic riêng. Và đây là tinh chỉnh bass equalize và giải tần equalize của sub từ 30Hz cho tới 250Hz. Nguồn rời. Mặt trước thì cùng cộng với chiếc tô vít mà nhà hãng tặng thì các bác có thể tinh chỉnh được này. Phần volume mic 1, mic 2 còn cả phía trước này. Và thêm những phần của effect như là delay, repeat, reverb, reverb echo. Các bác thấy đây là chiếc vang cơ lai số mà tích hợp echo rất mượt mà, chip
48 bit, reverb này và phần mic sẽ có thêm một tính năng là chống hú này và estec là phần nâng tiếng của mic, các bác muốn hát cho nó bay tiếng hơn, nhẹ nhàng hơn thì các bác vặn thêm phần nâng tiếng lên. Nhưng mà chú ý cho em là cẩn thận dù rít nhé. Dù đã chống hú rồi nhưng mà không thể chống hú nào cắt 100% đâu, bởi cắt quá tiếng nó sẽ bị bóp méo, cho nên là nó sẽ cắt chỉ cắt những giải thừa thôi. Thế còn là các bác phải chỉnh chuẩn cho em, hoặc là các bác mua tại Hiếu Minh Audio thì bên em sẽ chỉnh đến 90% cho các bác rồi, các bác về chỉ chỉnh phần còn lại là tăng giảm volume thôi. Bát trung chép của mic, bát trung chép của nhạc và có cả đường tín hiệu USB. Đấy, các bác sử dụng USB cắm ở đây và đổi bài ở đây, chuyển mode ở đây, đường tín hiệu hiển thị tất ở trên màn hình này. Và volume to nhỏ của effect là vàng nhạc, volume to nhỏ của mic và của nhạc. Núm volume thì rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp đúng không? Các bác biết là những cái đường cắt CNC này để làm gì ạ? Để cắt này để chống bám, chống trơn trượt. Chống trơn trượt, các trường hợp mà tay ướt này hay là ra mồ hôi này, nó sẽ có độ bám phần tay nhất định để chống trơn trượt cho anh ạ. Đấy, volume này, volume chiếc đi thôi nhá, cầm rất là mượt mà, chất. Và đây là sản phẩm chính hãng của thương hiệu PS Audio, sẽ được nhà hãng cũng như là Hiếu Minh Audio bảo hành 2 năm, đổi mới trong vòng 3 tháng. Sản phẩm hãng sẽ có tem của nhà hãng không nhá. Đây, các bác thấy không ạ? Năm 2022 tháng 9, hàng vừa về và đây là phiên bản mới nhất. Đâu cái biển thôi cho anh mượn. Và các bác nào có nhu cầu về chiếc Vanker PS SV99 này có thể liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online. Ngoài miền Bắc thì có địa chỉ số hotline là 0919182233 và 0869972 9. Trong miền Nam có số hotline là 0982352313 và hiện tại thì Hiếu Minh Audio đang có 2 chi nhánh bán lẻ. Miền Bắc có địa chỉ tại 4364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Miền Nam có địa chỉ tại 48B Cự Xá Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe xưa khoảng 500 đến 700 m. Bên em có giao hàng toàn quốc và có hỗ trợ trả góp cho các khách hàng nhé. Và bây giờ thì em sẽ cho lên để test thử chất âm của chiếc Vanker mới nhất phiên bản 2022 này của thương hiệu PS Audio nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi.
không có em rời xa ai, và gió trời đêm nắng xa qua xa dưỡng gian cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay, và dù ta đã xa tận chân trời nào năm mỗi ngày nào làm sao đã quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Và bầu trời đêm ngàn sao qua xa chiến sắp cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay, và dù ta đã xa năm chân trời nào năm mỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao. Ok ok, em cho anh đôi lời nhận xét về chiếc Vanker PS này cũng như là bộ mic PS này, được không em? Vanker này nghe tiếng echo vượt rất hài các bác nhé. Không khác gì bác số. Chỉ có trên 2 triệu đồng thôi các bạn. Đấy. Trên 2 triệu thôi. Mà các bác đã sở hữu một chiếc Vanker nghe tiếng rất sạch đúng không ạ? Tiếng sạch. Và echo reverb thì rất là hay, hòa quyện với nhau, rất là hay, rất là tuyệt vời. Ok, và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.